Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì mình có hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng hồ điệp. Và đây là một cái dòng hồ điệp lai nha cô chú. Cái này là cái Doritan, mặt hoa rất là đẹp. Doritis là hoa màu hồng, còn cái này là cái Doritan nha cô chú. Và cái dòng Doritan này nó có một điểm rất là đặc biệt là cây này là cây đột biến ba lưỡi cô chú. Cây này nếu chú mình nhìn hai cánh nó giống như hai cái lưỡi đó cô chú. Đây là cây đột biến ba lưỡi. Và hiện tại để mà mua được cái cây này, cô đảm bảo với các cô chú là không có ai bán để mua luôn, rất là hiếm. Tại bên cửa hàng bên con sổ ra rất ít cái mặt hoa này. Đây là cây Doritan ba lưỡi nha cô chú, rất là hiếm người sở hữu được cây này. Tại vì cái dòng thì nó không có nhiều đâu, rất là hiếm người có. Đây là một hoa Doritan nha cô chú, cây là cực kỳ đẹp, khỏi phải chê rồi. Đây là một cái mặt hoa đột biến ba lưỡi rất là đẹp. Và giá của chậu lớn ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra để các cô chú mình về sưu tầm. Đây là hàng thuần chậu và cô chú mình nhìn bộ rễ nè. Rễ nhìn rất là đã nha cô chú, đã xuống rễ rất là nhiều luôn. Cây này là cực kỳ khỏe luôn, hàng thuần chậu rồi. Và nguyên cái chậu ngọc đề hồ điệp Doritan ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra để các cô chú mình về sưu tầm nguyên cái giò này với giá tiền của nó là 700.000 nha cô chú, nguyên chậu giá 700. Mã số là mã số 1. Và cái chậu thì đang có tổng cộng là tầm khoảng cỡ 5 mầm nha cô chú. Nguyên chậu từ bên cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền của nó là 700.000, mã số là mã số 1. Đây là hồ điệp Doritan nha cô chú, mã số 1 giá 700.000. À, cây rất là đẹp nha cô chú, cực kỳ hiếm luôn, không có hàng nhiều đâu. Mã số là mã số 1, giá tiền của nó là 700.000 cho mã 1. Đây là chậu cái hồ điệp Doritan, mã số là mã số 2 luôn cô chú. Và giá nguyên chậu này ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 350. Đây cũng là một cái dạng ba lưỡi nha cô chú, và còn chỉ có hai cây ba lưỡi thôi. Và cái dòng này cô chú mình mua thì trời nó bảo là không có đâu. Tại vì hồ điệp thường là nó cái cánh là cánh trắng luôn, nhưng mà cây này là cây đột biến ba lưỡi nha cô chú. Thuần chậu rồi, xuống rễ rất là nhiều. Và cái nguyên cái chậu này mã số là mã số 2. Và giá tiền của chậu này thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 350.000. Rễ đã xuống thuần chậu nha cô chú, rất là đẹp luôn. Cây này cực kỳ khỏe. Mã số là mã số 2, giá là 350.000. Và còn chưa đúng nhất là hai chậu thôi. Đây là hồ điệp Doritan nha cô chú, mặt hoa rất là đẹp. Và số điện thoại của con là 0908 846 804. Còn cái địa chỉ cửa hàng Hoa Lan Quang Minh nằm ở phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Quang Minh xin chào cô chú. Hồ điệp Doritan.